15 Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15 Bình Dương nha. À, bà con trời mưa đến viếng cậu ha, mang heo hoa nè. Dạ con chào các cô. Dạ anh chào chị. Con chào cô. Trời ơi mưa. Mưa mà. Bây giờ mình mời bà ngồi ghế đi. Chứ bây giờ mưa rồi. Bà ơi con mời bà ngồi ghế nha. Bà ngồi đây nha. Dạ. Chứ trời ở ngoài cũng đang mưa, bà ngồi ghế với bà. Bà ngồi ghế cao sẽ thuận lợi hơn. Dạ, vậy con hạn chế quay bà nha. Không mà không sao đâu, bà lên là biết đâu rồi, chiều nay bà về bà xem làm kỷ niệm bà. Dạ. Nhưng mà gia đình của mình đến từ đâu hả bà? Ở đâu bà? Ở Biên Hòa, dạ. Trời cũng vừa mưa luôn ha. Dạ. À, may cái là biết sao không bà, sáng nay là người ta mới đem rạp tới à. Ôi ơi. Đúng rồi đó, hôm nay là dựng rạp là để đón tiếp bà đó, cũng như là cả gia đình nữa nè. Trời là mưa nãy giờ mưa cứ lâm râm lất phớt, nhưng mà mình ra ngoài là mưa ướt. Dạ à, gia đình mang đến một chùm nho ha, rồi lựu để cúng cho cậu nè, rồi hoa nữa. Do là mưa quá cho nên ở ngoài thì bé bé My, chị Ngân, chị Hương đang hỗ trợ cắm hoa. Dạ anh Duy Minh ảnh đi đâu ạ? Anh ở ngoài phải. Anh mới đi ra ngoài cô ơi. Dạ, vậy là cô hay xem kênh Di Minh, anh Di Minh đúng không? Dạ. Dạ. Dạ, vậy là sáng là cô hỏi ảnh hay sao cô? Vậy để con nhá máy cho anh vô nha. Dạ, chắc là anh không biết cô tới á. Giờ 15 mét là để gọi điện cho anh Di Minh đến. Giờ bà thắp hương. Ghế của bà chị vậy. Ừ, cũng may mắn ghê luôn á. Cái kỳ rồi là bây giờ lại tới buổi sau rồi đúng không? Sáng bữa đó là đem sơn và cúng hành nhá. Đúng rồi. Anh Di Minh mới nhắn cho anh mà không biết anh thấy chưa. Anh Minh à, đang nghe điện thoại. Hãy
Ủa anh nghe điện thoại xong chưa ta? Bà tìm. Bà tìm anh nãy giờ á. Bà ơi, mình đến đây là lần đầu luôn hả bà? Dạ. Ở Đồng Nai. Mưa này mà chụp hình là lãng mạn lắm nè. Mưa phùn. Đúng rồi. Có ghế quá trời mà ngồi ghế chị. Dạ. Chứ bây giờ ở ngoài trời cũng mưa. Mới đem đạp ra sáng luôn mới. Dạ tại vì ngày mai là khán giả cúng cho cậu á, có thuê rạp cho nên là bữa nay á là bên Hoa Viên người ta đem tới sớm. Dạ cúng 2 mâm chay mình đặt ở trong Hoa Viên luôn rồi mình thuê rạp cho cậu để cậu dùng cho nó mát. Dạ còn mình cúng bình thường thì mình không có thuê được. À, mình cúng ở trong đây thì mình một bàn 2-3 triệu vậy đó con, thì mình thuê luôn cái rạp chứ. Dạ vậy là chứng tỏ bà xem rất là kỹ. Cái dầu cũ thì nó bị lủng với lại nó bị ám với cái khói nhang. Dạ hổm tụi con cũng giặt một lần rồi. Dạ cô Năm Lon. Dạ mà anh yêu anh gọi là cô Năm Lăng không à. Tại vì cái vụ mà hai con kỳ lân đó nên gọi là cô Năm Lăng. Dạ không, những người thẳng tính thì cái tính tốt cô. Dạ dạ nhưng mà nói hết thì trong lòng nó khỏe, thường là vậy đó. Cái người mình ta nói hết thì nó không có ấm bức, nó không có buồn bực trong lòng. Ê như mình buồn mình nói hết trong lòng mình ra thì nó cảm thấy nhẹ ngừ. Còn mà mình ấm bức trong lòng nó nặng ngừ lắm. Mà đến hồi bùng nổ là cũng dữ lắm. Lâu lắm mà không có lên cô ơi. Thảo lâu lắm không có lên. Ở quay ở dưới nhà chị Hồng Loan á. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là fan của Khóc Cùng Thảo. Dạ. Dạ. Còn chị mình coi kênh nào chị? Chị coi kênh nào? Dạ. Chị mua bán. Vậy là chị đang kinh doanh. Dạ. Ừ, anh Minh có ekip chạy dù luôn kìa. Ekip hộ tống xuống. Cái này là mình gia đình hết hả sao hả chị? Dạ. Kìa, bà tìm anh Minh nãy giờ. Dạ. Dạ. Vậy là cô có tổng cộng bao nhiêu người con? À ba người. Dạ. Dạ cô gắng để con đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, cái gì cơ. Mà mấy giờ anh mới cúng? Bây giờ là 10 giờ 15 rồi. Hát trời lúc mưa lúc nắng. Trời lúc mưa lúc nắng. Vừa nãy mưa bây giờ nắng lên rồi.
Dạ. Đang quay ở đây hả cô? Nói chung là thay đổi hết hơn lắm cô. Hiện tại bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 người đang quay. Dạ. Có mặt ở đây hả sao cô? Chứ dán mặt là không tính ha. Dạ. À, 7. YouTube. Có 100 đô đã chưa? Trời ơi, nhiều cái chưa? Kỷ niệm đó cô. Dạ. Dạ. Vậy con qua chỗ khác. Wow. Bé mèo. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi, lần đầu tiên con nhận được 5 đồng. Tại vì hổm mình nhận là 2 đồng nhiều. Dạ. Rồi tụi con cảm ơn cô, chúc cho cô nhiều sức khỏe. Wow, 5 đồng ha. Wow. Đó. Lần đầu tiên mình nhận được 5 đồng luôn. 5 đồng đầu tiên. Hôm nay mình nhận 2 đồng có nè. Rồi 100 đồng cũng có. Đó, 5 đồng chưa có. À, mình ở đây giờ tới Tết coi chừng có 10 đồng nữa. Đẹp quá ha. Rồi rồi cắt giùm em luôn hả? Ủa đủ hết rồi ha. Cho chú tiểu ba tờ luôn. Wow, đặc biệt quá. Thay mặt cho em chú tiểu cảm ơn con luôn, chúc con về sức khỏe nha con. Dạ. Nói chung là an lành. Dạ. Thôi bây giờ như vậy mình dàn hàng ngang mình cảm ơn cô luôn đi. Đúng rồi, ai cũng nhận lọc của cô. Bây giờ mình dàn hàng ngang mình cảm ơn cô đi ha. Đây là con cách từ chú tiểu. Để chút xíu nhắc anh rồi cho chú tiểu nha. Ủa nguyên cái đoàn xe đua. Nguyên đoàn xe luôn. Đó là sáng nay ai cũng có lọc của cô rất là sớm luôn. Dạ, dạ thôi ở ở mộ cậu nha. Dạ. Chị giờ mình nắng rồi mình ra chụp hình luôn đi chị. Đẹp á. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi đến đây thì mình làm hết, mình Dương xin phép khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị trong video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình làm hết Bình Dương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.